chào cả nhà. Hôm nay em lên một cặp mai vàng Bình Định cho cả nhà mình giao lưu ha. Cây đầu tiên em lên cây cúc riêng ạ, hàng giáng long. Cây này vào năm 6 rồi nha. Cây này vào chậu lọc lòng 50, cây cao 1m1 ạ. Thành thân của nó là tầm 17-18. Rào đế là đế, có đế hết nha, đế cả đều nha. Rồi em quay kỹ cho cả nhà mình xem đế luôn ạ. Cây này thì hàng quốc lai nha, tầm 4 đến 5 lớp ạ. Cái này thì bên em đã làm dấu rồi, làm dấu dây đen đây rồi. Cây này đều từ gốc tới ngọn nha, không bị lỗi chi nào ha, chi tàn đều tròn ha. Rồi em lên cây số 2 nha. Cây số 2 thì cây lùm tàng thông, bông đẹp ạ. Cây này thì vào chậu lọc lòng 30, cây cao 1m1. Hình thân của nó thì to hơn ngón chân cái ha. Cây này em mới bấm cành lại, bông lọc đỏ rất là đẹp nha. Này không tết nữa cực kỳ rộ luôn. Bây giờ nó có nở mấy bông rài, cả nhà mình tin tưởng nhau luôn ha. Bông la 3 lớp nha. Những dòng này thì bông chùm hết nha. Em lấy giống từ cây mẹ cực kỳ chuẩn đẹp hết nha. Rồi, anh em nào mà muốn sưu tầm giống thì anh em mình lên sưu tầm những cái cây như thế này nha. Hàng riêng về anh em mình thả bông trồng phát nhanh phát hơn nha. Cái này về thay chậu lại giúp em. Rồi em bao giá cái này luôn nha. Cái số 1 1,4 triệu bao ship ạ. Và số 2 600k bao ship. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Rồi em cảm ơn cả nhà. Em chào mình ạ.